Alo. Xin cảm ơn đoàn múa Lân Rồng đã biểu diễn một bài để chào đón nhân dân của tất cả các cụ các bà Dương Phú và Hải Kiến Thanh. Tiếp theo chương trình thì trân trọng kính mời toàn thể các cụ các bà cùng các con cháu ngoài chúng ta thì